Vâng, thưa quý vị, việc tận dụng container cũ để làm nhà ở, nhà làm việc tạm ở một số khu vực miền núi đã không còn là chuyện lạ. Thế nhưng việc tận dụng container để làm thư viện thì thật sự là một ý tưởng khá mới mẻ. Và một thư viện container đặc biệt như vậy cũng đã được lắp đặt tại một trường tiểu học ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, được thầy trò ở đây đặc biệt yêu thích. Vậy container này có gì đặc biệt? Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. 6 kệ sách với hơn 1.000 đầu sách, 4 laptop kết nối mạng Wi-Fi 24/24 giờ để phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin, giải toán trên mạng. Thật dễ hiểu khi thư viện có kết cấu từ container tận dụng này được thầy và trò ở trường tiểu học Phan Ngọc Nhân, xã Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ví von là thư viện 5 sao. Thư viện có nguồn kinh phí đầu tư 350 triệu đồng do quỹ Daryl Foundation Thụy Sĩ trao tặng. Thư viện này thì có nhiều cuốn sách lọ nè, mấy tụi em chưa đạt nên thích thôi cô. Thấy nó hoành tráng hơn cái thư viện kho kia. Mình lần đầu tiên thấy cái thư viện con nó hơn cô. Vô đây thì con tìm được sách gì? Dạ thưa cô là Trọng Quỳnh. Nhiều cuốn sách khác cô. Ngoài hơn 1.000 đầu sách giúp học sinh bắt kịp được những chương trình thi Olympic cấp tiểu học và những kiến thức không có trong sách giáo khoa, thư viện đặc biệt này trang bị tủ sách chuyên môn phục vụ cho việc nâng cao kiến thức, kỹ năng sư phạm cho giáo viên nhà trường. Thì có thư viện mới này, các giáo viên được đọc thêm rất nhiều sách bổ ích và bổ sung thêm kiến thức hàng ngày cho giáo viên, rồi từ đó là giáo viên có nhiều kiến thức để mà giúp đỡ học sinh học tốt hơn. Dù chỉ gói gọn trong diện tích 27,6 m², nhưng thư viện container này đã trở thành một không gian văn hóa, giải trí được các em học sinh vô cùng yêu thích. Để đảm bảo tất cả các học sinh của trường đều được đọc sách ở thư viện, nhà trường đã phải lên lịch, bố trí khung giờ cố định cho từng khối lớp. Container này, di động này, lẫn có cái khác biệt so với thư viện truyền thống của nhà trường là cái thư viện này mở cửa thường xuyên và không có tổ điều kiện thuận lợi cho các em đọc sách. Và không đồ hổ các em phải có đó là thả bọn đọc hoặc chọn thư mục và hàng ngày trả ngày đọc, ngày trả lại. Đó, do đó là các em đã phấn khởi. Nhưng mà vì điều kiện là container nó nhỏ, cái diện tích nó nhỏ, nên nhà trường là bố trí ưu tiên cho lớp 1, 2, 3 là buổi sáng, còn lớp khối 4, 5 là buổi chiều để cho thuận lợi. Bên cạnh đó là tương lai đó, là nhà trường thì phát triển thêm là đạt thêm cái tủ sách giáo dục đạo đức và cái tủ sách giáo khoa dùng chung để cho những cái em học sinh mà có vì điều kiện khó khăn của gia đình mà có đi trễ hay là quay sách vở có thể tới thư viện container này mượn số sách giáo khoa đem lớp học rồi đem xuống trả. Đây là một cái ý định của nhà trường, đó là độc đáo. Để nâng cao không gian học đặc biệt này, nhà trường dự tính sẽ mở rộng phần mái che của thư viện, trang trí thêm các giàn hoa khu vực xung quanh, vừa tạo cảnh quan sự mềm mại cho thư viện, vừa tạo điều kiện cho nhiều học sinh của trường đọc sách. Trong khi sự phát triển của khoa học công nghệ đang chiếm phần lớn thời gian vui chơi và đọc sách của các em, văn hóa đọc sách đang dần mai một, thì những mô hình thư viện độc đáo như thế này thật sự là một ý tưởng hiệu quả, kéo học sinh trở lại với niềm đam mê đọc sách.